Chương 19. Đức Chúa Giêsu phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Galilê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đan. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài, và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng, không cứ vì cớ gì, người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng, vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để, đặng để vợ đi? Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình, không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng, nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là hơn. Ngài đáp rằng, chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tay người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ của trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Này có một người đến hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Ngươi hỏi, những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng, những điều này: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ, và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời. Rồi hãy đến mà theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy thì lấy làm lạ lắm mà nói rằng, vậy thì ai được dỗi? Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng, này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Song có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu.